Xin kính chào quý vị khán giả và các bạn. Hiện tại ba thầy trò em đang có mặt tại thôn Phú Xuyên, Phú Châu, Ba Vì, Hà Nội thăm và review công trình biệt thự nhà vườn mái Nhật 2 tầng của em Huy. Đó. Trước mặt em đây là cái cổng của nhà em. Cổng nhà. Đấy, biệt thự nhà vườn mái Nhật 2 tầng là do chính Nguyễn Tân Nhiên tư vấn phong thủy và thiết kế cho em Huy. Đó. Công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện. Em xin quay phía ngoài cho quý vị khán giả và các bạn cùng xem. Đó, quý vị khán giả và các bạn nhìn căn biệt thự đang trong giai đoạn hoàn thiện. Đó, các bạn đã nhìn thấy sự sang sạch và đẹp rồi. Đó. Đó. Và để sắp xếp không gian, tối ưu không gian cho bạn thì Nguyễn Tất Nhiên đã làm trên cả tuyệt vời với căn nhà này. Đó. Biệt thự nhà vườn mái Nhật 2 tầng 4 phòng ngủ. Nếu bạn nào quan tâm đến mẫu nhà này ở gần nhà bạn Huy có thể đến nhà bạn Huy Phú Xuyên 1, xã Phú Châu, Ba Vì, Hà Nội. Đó. Đó, căn biệt thự đang trong giai đoạn hoàn thiện. Và căn biệt thự này thì được thiết kế hai mặt tiền. Đó, trước mặt hình như em đây. Đó là mặt tiền phụ đi xuống khu nhà bếp, khu nhà bếp ở đằng sau này. Đó. Và ở trên kia là cái ô ban công của cái tầng 2. Đấy là sảnh phụ. Và trước mặt em đây là sảnh chính, cũng là mặt tiền của ngôi nhà. Đó. Do các bác thợ đang trong quá trình thi công, em không vào chi tiết trong nhà được. Và nếu quý vị khán giả và các bạn quan tâm đến cái mẫu này thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình. Em sẽ chia sẻ thêm cho quý vị khán giả. Đó. Các bác thợ trần thì cũng đang thi công và các bác thợ sơn thì cũng đang thi công. Đó, em đang quay cái view cổng của bạn ấy ạ. Đó. Và khi hoàn thiện căn nhà này thì cũng có lẽ là một trong những cái căn nhà đẹp nhất ở xã Phú Châu đấy ạ. Đó. Bên cạnh nhà xưởng của bạn ấy. Nếu quý vị khán giả và các bạn đang chuẩn bị làm nhà, quan tâm đến phong thủy, quan tâm đến tư vấn thiết kế, xin hãy gọi điện, thầy cho em sẽ đến giúp quý vị khán giả và các bạn. Đó. Đó rồi, em quay đồ chào nhau cái nào. Đó. À, xin kính chào các bác nhé. Em Nguyễn Tất Nhiên thường xuyên đi tư vấn phong thủy thiết kế nhà đẹp. Hôm nay thì em đang có mặt tại Phú Châu để kiểm tra tiến độ công trình của nhà em Huy. Ngôi nhà này thì em tư vấn phong thủy chuyên sâu và thiết kế từ đầu xuân, và đến bây giờ ngôi nhà đã hoàn thành khoảng 90% rồi. Hứa với quý vị khán giả là khi ngôi nhà hoàn chỉnh cả nội và ngoại thất sẽ review lại một lần nữa để quý vị có sự tham khảo nhiều nhất. Đây này, có những cái chi tiết mà em hoàn thiện rất hay này. Cái góc này là bo tròn và mạ vàng này, ốp cái này là thì nó mềm này. Đấy, sở cảm giác nó rất mượt. Ngôi nhà rất đẹp luôn đấy ạ. Rồi, em xin cảm ơn quý vị khán giả và các bạn. Quý vị khán giả và các bạn thấy những cái chia sẻ của em hay hữu ích, hãy cho em một nút like, một nút đăng ký kênh để có những cái bạn đang chuẩn bị làm nhà có những cái mẫu nhà thực tế khảo sát thêm ạ. Em xin cảm ơn quý vị khán giả và các bạn.